Phó trưởng Nguyễn Hùng ấy, là trước đây ấy, là tham gia công tác có phát triển phong trào rất tốt. Ông là một trong những người nhiệt tình, cũng chịu khó, cũng có nhiều cái đóng góp cho phong trào võ thuật cổ truyền, đặc biệt là những trong cái các cuộc thi đa thi đẳng được các giải ở thành phố, số lượng của ông tham gia rất là đông. Từ năm 2003, Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng đã giao võ sư Nguyễn Hùng phụ trách đội tuyển võ cổ truyền của Đà Nẵng ở nội dung quyền thuật. Từ đây, ông đã đào tạo nhiều thế hệ vận động viên đi thi các giải đấu cấp quốc gia, mang về cho thành phố Đà Nẵng nhiều huy chương, danh hiệu, góp phần không nhỏ đưa Đà Nẵng vươn lên thứ hạng cao trong làng võ thuật cổ truyền Việt Nam. Trong đó, tiêu biểu là các thành tích: nhất toàn đoàn, giải vô địch Duyên Hải miền Trung với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng; giải trẻ toàn quốc với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; giải vô địch toàn quốc, 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; giải Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam 2018 với 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Đây là một buổi tập của câu lạc bộ võ thuật cổ truyền Phi Ưng Quyền ở địa chỉ tổ 3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn do huấn luyện viên Lê Hải Phi phụ trách. Câu lạc bộ này được thành lập từ năm 2014 và là một trong rất nhiều câu lạc bộ thuộc môn phái Tây Sơn Võ Đạo đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Gần 20 năm về trước, Lê Hải Phi biết đến Tây Sơn Võ Đạo của võ sư Nguyễn Hùng từ lời kể của các bạn bè cùng lứa. Được quen một người bạn. Người bạn đó thì học võ tại chỗ thầy Nguyễn Hùng. Bạn về, bạn hay tâm sự về võ, bạn hay kể chuyện về võ. Nó khơi dậy cái niềm đam mê trong tôi. Và tôi bắt đầu xin vào chỗ thầy Hùng để tôi tập luyện. Thầy cũng thấy là do cảnh khó khăn, thầy sẽ không có thu tiền học phí tôi. Và thầy nhìn nhận tôi có tố chất, thầy đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Được võ sư Nguyễn Hùng dạy dỗ, tận tình chỉ bảo, cậu bé Lê Hải Phi đã dần thành thạo các đường quyền cước của môn phái. Phi cũng được võ sư Nguyễn Hùng tạo điều kiện cho đi học hỏi, cọ sát tại thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm võ thuật lớn của cả nước. Lê Hải Phi đã không phụ công lao của thầy, miệt mài tập luyện và kết quả thu được cũng xứng đáng. Thì năm 2007 tổ chức giải vô địch tại tỉnh Phú Yên, lúc đó thì tôi cũng may mắn cũng là đạt được thành tích huy chương bạc của nội dung là binh khí ngắn, tức là bài song tô của tôi. Ngoài huy chương bạc quốc gia môn quyền binh khí năm 2007 mang về cho Đà Nẵng, Lê Hải Phi còn giành được nhiều thành tích khác cho thành phố và môn phái. Huấn luyện viên Lê Hải Phi hiện nay đang là ủy viên trẻ nhất của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền thành phố Đà Nẵng hai nhiệm kỳ từ 2011 đến nay. Lê Hải Phi là một trong nhiều học trò tiêu biểu, là một trong gần 30 võ sư, chuẩn võ sư, 27 huấn luyện viên võ thuật cấp quốc gia xuất phát từ môn phái Tây Sơn Võ Đạo do võ sư Nguyễn Hùng đã dày công đào tạo vun đắp. Để xây dựng được một lực lượng võ sư đông đảo và các huấn luyện viên chất lượng như vậy trong phạm vi một địa phương là chuyện hiếm có trong làng võ. Chính vì vậy, cho tới nay, môn phái Tây Sơn Võ Đạo có 22 câu lạc bộ hoạt động trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 câu lạc bộ hoạt động ngoại tỉnh với số lượng hàng ngàn võ sinh tập luyện. Đây là buổi diễn tập võ thuật thường xuyên của công ty vệ sĩ Rồng Á Châu, một công ty bảo vệ chuyên nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Người đứng đầu công ty vệ sĩ này là huấn luyện viên Trần Tuấn, một trong nhiều huấn luyện viên cao cấp của môn phái Tây Sơn Võ Đạo. Huấn luyện viên Trần Tuấn là một trong những học trò đầu tiên của võ sư Nguyễn Hùng. Anh cũng từng là một vận động viên thi đấu võ thuật cổ truyền, giành nhiều thành tích cho đội tuyển Đà Nẵng. Sau nhiều năm tập luyện và thi đấu, anh Tuấn nhận thấy rằng môn võ thuật cổ truyền mà mình theo học bao lâu nay, ngoài đi thi đấu, nó còn có nhiều lợi ích có thể đưa vào thực tế cuộc sống hàng ngày.